xin được cảm ơn ông Kim Thành Danh, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông và giải trí Alaska đã cùng phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện chương trình này. Xin được cảm ơn đạo diễn chương trình Trần Vũ Huân, cảm ơn giám đốc sản xuất chương trình ông Kim Quyện, xin được cảm ơn hỗ trợ thực hiện chương trình ông Phan Bảo Trang, xin được chân thành cảm ơn cố vấn chương trình bà Nguyễn Thị Thu Hồng, xin được cảm ơn nhãn hiệu Paris Coffee, cảm ơn công ty cổ phần tinh học Lan Việt, cảm ơn công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Trách Nhiệm Vàng, xin được gửi lời cảm ơn đến Cadillac Clinic và xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn câu lạc bộ các nhà thiết kế hoa.com. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Lưu Y Hai Chậu với sản phẩm Sunfood Tốt cũng đã cùng đồng hành với chúng tôi. Xin được cảm ơn nhà hàng Ba Lá Cây, xin được cảm ơn thương hiệu bánh Uzi bánh Âu chất lượng 5 sao. Và một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cho công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí và truyền thông Alaska đã cùng với chúng tôi thực hiện lên chương trình này. Và gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các anh chị của khách sạn Fresh đã cùng với chúng tôi thực hiện lên chương trình. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khách quý đã cùng đồng hành với chúng tôi. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin được kết thúc và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình khởi động, đó là ngày hội đầu tiên trong chuỗi dự án Trước Đó Yêu Thương sẽ được diễn ra tại cơ cộng đồng quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 sắp tới. Và hy vọng là vào ngày 24 tháng 9 này, chúng tôi sẽ được gặp gỡ lại tất cả những gương mặt thân quen này và cùng đồng hành với chúng tôi. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị quan khách, các anh chị, phóng viên, nhà báo, các cơ quan, các quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong ngày hôm nay. Và gửi lời cảm ơn đến công ty cổ phần truyền thông và giải trí Alaska đã phối hợp cùng với quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện chương trình này. Xin được trân trọng cảm ơn. Hai tay hai máy. Rồi, hướng lên đi. Đứng ra chơi đi, thấy chơi đi. Có thấy dĩ kìa, che dĩ mất rồi. Mình lát mình có em không? Thấy có gì điện đi. Mình thấy cái mặt không mà. Lát. Có qua không? Có qua. Qua hay qua. Ra ngoài thì mình qua cái gì vậy trời.